Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề Tài chính doanh nghiệp do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Mở đầu là một số tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 9,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,74% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất là nhóm hàng hạt điều tăng 215%, hóa chất tăng 98%, chất hóa dẻo tăng 59%, máy vi tính và linh kiện điện tử tăng 95%. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất là nhóm hàng quặng và khoáng sản đạt 2.567% so với cùng kỳ 2020. Một số mặt hàng xuất khẩu khác tăng mạnh như hạt điều tăng 280%, sản phẩm cao su tăng 101%, chất hóa dẻo tăng 179%, linh kiện điện tử tăng 82%, gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 59%. Một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu giảm trong 6 tháng đầu năm nay như cà phê xuất khẩu giảm 47%, nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu giảm 60%, sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu giảm 21%, thức ăn chăn nuôi nhập khẩu giảm 17%. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đồng Nai có 3 mặt hàng xuất khẩu đã vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ là giày dép, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng. Dù kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng các lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo Sở Công Thương, 3 mặt hàng trên có kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021 là 4,57 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 39,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Cả 3 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều có mức tăng trưởng hai con số. Trong 6 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh thì 3 mặt hàng đã vượt ngưỡng trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều công ty đã ký được đơn hàng đến cuối năm hoặc đầu năm sau, song các doanh nghiệp vẫn căng như dây đàn bởi nhiều rủi ro đang tiềm ẩn. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và nhiều khu vực phải phong tỏa để ngăn chặn dịch. Nhằm kịp thời hỗ trợ cho các gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23. Được biết, tổng nguồn vốn cho gói vay hỗ trợ này là 7.500 tỷ đồng. Theo nghị quyết 68, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất. Mức cho vay tối đa trong cả hai trường hợp trên bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay tối đa dưới 12 tháng. Để tiếp cận được nguồn vay, người sử dụng lao động cần đáp ứng một số tiêu chí như không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn, có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, các ngân hàng chính sách xã hội trên toàn quốc sẽ tập trung thực hiện ngay chính sách nêu trên. Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 91 giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp cho các doanh nghiệp đã thuê đất thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất. Các dự án cấp phép xây dựng gồm có doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên, phần lớn trong đó là dự án của doanh nghiệp FDI. Trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 143 dự án đang được triển khai xây dựng nhà xưởng với 88 dự án của doanh nghiệp FDI và 55 dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Các dự án đang xây dựng có tổng vốn đầu tư gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trong năm 2021 có hàng chục dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch của tỉnh năm 2021 sẽ thu hút vốn đầu tư FDI khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã thu hút được 797,4 triệu đô la Mỹ, cao hơn kế hoạch của cả năm. Vừa qua, nhiều tập đoàn FDI lớn đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh, với dự tính là sẽ rót vốn lớn vào địa phương trong những năm tới. Đây là tín hiệu đáng mừng khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp. 6 tháng đầu năm nay, thu hút đầu tư trong nước đạt trên 13.177,8 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt khoảng 797,4 triệu đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.912 doanh nghiệp, so với cùng kỳ 2020 tăng 4,82% về số doanh nghiệp,
với số vốn đăng ký là 43.802,21 tỷ đồng. Rõ ràng từ đầu năm đến nay, dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nhiều tập đoàn FDI vẫn đến Đồng Nai tìm hiểu các chính sách và tham quan thực tế những khu vực có tiềm năng để đầu tư. Trong đó, công nghiệp là lĩnh vực được các doanh nghiệp FDI chú ý nhất. Các cái nhà đầu tư trong đó chủ yếu là tăng vốn đầu tư, thể hiện rằng là cái việc mà chúng ta kêu gọi đầu tư là một phần, nhưng cái giữ được nhà đầu tư tiếp tục đầu tư ở tại Đồng Nai đó là một cái vấn đề khó khăn. Do tỉnh Đồng Nai, trong đó lãnh đạo tỉnh đã kiên quyết chỉ đạo các ngành là phải hỗ trợ nhà đầu tư, do đó các nhà đầu tư rất là an tâm và tiếp tục tăng vốn ở tại Đồng Nai, mà người ta không có đi các nơi khác để đầu tư. Và trên tinh thần người ta cũng đã tìm hiểu thông tin là tỉnh đã được Trung ương bổ sung thêm khoảng 7.000 hectare cho khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Do đó các nhà đầu tư hiện tại người ta tăng vốn tại chỗ và người ta cũng chờ đấy, đến khi có khu công nghiệp hình thành người ta sẽ tiếp tục mở rộng ở tại Đồng Nai. Đó là một tín hiệu rất là vui đối với tình hình đầu tư của tỉnh Đồng Nai. Theo các nhà đầu tư, trong 3 đến 5 năm tới, nhiều tuyến giao thông quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ được hoàn thành và đưa vào khai thác. Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm giao thông vùng. Do đó, đặt nhà máy sản xuất tại Đồng Nai rất thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh thành khác trong cả nước. Bên cạnh đó, trong những năm tới, vận tải hàng không, đường thủy, đường sắt tại Đồng Nai cũng sẽ phát triển mạnh, giúp cho thời gian chi phí vận chuyển hàng hóa trong nước xuất khẩu giảm nhiều. Đồng Nai luôn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực công nghiệp. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang đợi dịch bệnh lắng xuống, việc đi lại thuận lợi sẽ đến tỉnh thuê đất trong các khu công nghiệp để đầu tư nhà máy sản xuất, cung ứng cho các tập đoàn FDI tại Việt Nam và xuất khẩu. Ngoài Nhật Bản thì nhiều tập đoàn của Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và các nước châu Âu cũng muốn đầu tư các nhà máy tại Đồng Nai, bởi ngoài tiềm năng phát triển kinh tế, môi trường thuận lợi thì việc kiểm soát dịch bệnh tốt cũng là một trong những điều mà các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Do vậy, tỉnh đang cân nhắc các chiến lược để thu hút thêm các nhà đầu tư trong tương lai. Cái giải pháp là thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, chúng ta trong dịch bệnh không thể đi nước ngoài để kêu gọi xúc tiến đầu tư thì sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư trực tuyến. Cái thứ hai nữa là tổ chức các cái hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước, kêu gọi các tập đoàn đã đầu tư ở tại Đồng Nai tiếp tục quan tâm và đầu tư ở tại Đồng Nai trên cơ sở là tỉnh hỗ trợ hết khả năng trong khuôn khổ của pháp luật để các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư ở tại Đồng Nai. Kế hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh GRDP bình quân hàng năm trên 8,5%, duy trì tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ trong GRDP trên 90%. Mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.000 đô la Mỹ. Để đạt được kết quả trên, Đồng Nai phải huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới là hơn 500.000 tỷ đồng. Riêng dòng vốn FDI khả năng thu hút 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ. Với những kết quả trong 6 tháng đầu năm đã đạt được, tin chắc kế hoạch của tỉnh đến năm 2025 sẽ sớm đạt kết quả và Đồng Nai luôn là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cái dịch vụ người ta tổ chức ăn uống. Khoảng 2 tháng nay, thị trường bất động sản ở Đồng Nai bắt đầu trầm lắng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư khiến khách hàng hạn chế đi lại, đợi qua cao điểm của dịch bệnh mới tiếp tục mua bán, đầu tư bất động sản. Theo nhận định của các chuyên gia trên lĩnh vực bất động sản, các công trình hạ tầng giao thông lớn đang được triển khai tại Đồng Nai sẽ giúp bất động sản trên địa bàn tỉnh trong những năm tới thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước, nước ngoài. Thị trường bất động sản ở Đồng Nai sau đợt dịch thứ tư sẽ hồi phục nhanh vì các nhà đầu tư lớn, thứ cấp đều nhắm đến những nơi có hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối vùng tốt. Dù bất động sản tại Đồng Nai thời điểm này có hạ nhiệt, nhưng giá bán ít thay đổi so với trước. Để thu hút khách mua, các doanh nghiệp có sản phẩm nhà, đất nền bán ra tăng thêm các khuyến mãi, hỗ trợ về vốn vay, thủ tục. Thưa quý vị, thay vì chạy theo sóng đầu tư các kênh tài chính với những biến động thất thường, việc lựa chọn bất động sản như kênh đầu tư lâu dài, trú ẩn, an toàn mùa dịch đang là xu hướng của thị trường hiện nay. Bằng chứng là theo thông tin từ Bộ Xây dựng, giá bất động sản trên cả nước đang có xu hướng tăng.
Theo ông Lê Quyết Thắng, chuyên gia đào tạo huấn luyện cho các nhà đầu tư bất động sản Việt Nam, thì tỷ suất lợi nhuận của nhà đất luôn cao hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư khác. Do đó, đây vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn và luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Một số phân khúc như bất động sản sinh thái còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Thì bất động sản đã liên tục phát triển bền vững và tăng trưởng liên tục qua từng năm, suốt 30 năm nay, nên nó có một cái bề dày về phát triển ổn định. Và không phải ở Việt Nam không, mà ở các nước trên thế giới mà chúng tôi nghiên cứu như ở Mỹ, ở Canada, ở Singapore, Malaysia hay Indonesia, thì tất cả các nước từ Đông đến Tây thì đều tăng trưởng về giá bất động sản. Tôi giả định ví dụ như các anh chị nhìn thấy là khoảng 50 năm của bất động sản Mỹ, đó, từ năm 1945 đến năm gần năm 2000. Thì 50 năm đó thì chúng tôi đã dùng các số liệu đo lường của thế giới và nhìn thấy được cái tốc độ tăng giá của nó là trung bình chung vẫn là 30 mấy% một năm. Có nghĩa là tính về thời gian dài, còn ở các nước phát triển trên thế giới thì đâu đó họ vẫn phát triển ở thời điểm mà cực thịnh như bây giờ cũng là 3-5% một năm. Có nghĩa họ luôn tăng trưởng đều như vậy. Và ngay tại thời điểm này thì các nước trên thế giới thì bất động sản cũng đang tăng trưởng nóng, đặc biệt như là ở Mỹ và Trung Quốc. Xã hội hiện nay ngày càng phát triển, thu nhập tăng lên, nhu cầu về du lịch, vui chơi, giải trí sẽ gia tăng theo, nên xu hướng khách hàng lựa chọn các không gian sống gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành, tốt cho sức khỏe càng được chú trọng. Từ thực tế này, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã chọn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sinh thái và tại Đồng Nai hiện có khá nhiều dự án bất động sản sinh thái được đầu tư bài bản, quy mô cùng yếu tố sinh thái tự nhiên, mảng xanh, hạ tầng giao thông và các tiện ích nội khu. Điển hình như dự án khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City ở thành phố Biên Hòa do tập đoàn Doverland đầu tư phát triển. Có diện tích gần 1.000 hecta, tiếp giáp Hương lộ 2 kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án Aqua City sở hữu một vị trí địa lý thuận lợi, thừa hưởng các yếu tố sinh thái tự nhiên khi được bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai. Để thực hiện hóa mục tiêu đưa khu đô thị quy mô hiện đại và giàu sức sống này vào vận hành năm 2023, chủ đầu tư đã triển khai hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, nhà ở và tiện ích từ giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí. Được tham quan thực tế, được nhìn thấy cái sự quy hoạch của Aqua City cộng với bao bọc bởi sông, rồi cây xanh, thì cái môi trường sống là cái yếu tố đầu tiên để tôi chọn lựa. Bởi vì xung quanh ở đây thì nó cũng được bao bọc bởi sông đó, cho nên là nó cũng thoáng và cái không khí nó cũng dễ chịu, nó cũng mát. Có nhìn thấy là bất động sản mà thiên về du lịch sinh thái chẳng hạn thì lại là bắt đầu xuất hiện một nhu cầu mới. Vì chính vì dịch, rất nhiều người giàu có ở thành phố, họ có rất là nhiều tài sản, nhưng họ bỏ quên mất là có rủi ro về dịch thì họ bị lockdown ở trong chính thành phố của họ. Họ chưa có ra ngoài được, họ chưa về được cái căn nhà thứ hai. Nên họ đang có một cái nhu cầu mới, đó là sở hữu căn nhà thứ hai lân cận hoặc là gần nơi họ sống, xa hơn nhưng mà nó có liên quan đến yếu tố sinh thái, nghỉ dưỡng, không khí trong lành, an toàn vệ sinh. Tại hội thảo triển vọng thị trường bất động sản năm 2021, các chuyên gia cũng nhận định những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời và không ảnh hưởng nhiều đến thị trường trong dài hạn. Mặt khác, cùng khoản tiền đầu tư, người mua nhà hiện nay có xu hướng mua biệt thự, nhà ở trong khu đô thị sinh thái thích hợp hơn. Bởi lẽ bất động sản luôn được xem là kênh ăn chắc mặt bền, do nhu cầu luôn hiện hữu và tâm lý tài sản để lại cho thế hệ sau vẫn ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua bán đầu tư của khách hàng. Thông tin vừa rồi của chuyên đề tuần này cũng thay cho lời chào đến quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt.